mà ông cua bố mẹ con không à? Ông cua bố mẹ con không à? Cái lên nhà ăn uống dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Em quá thân mà. Dạ, đem bữa cơm nha. Với chương trình Vợ chồng son. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào đôi vợ chồng này. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ chồng son nha. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Quân xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Khúc Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi ạ. Và công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Là quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em là làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Hay là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. À. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với mình đi với... đó. Đó từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình đúng không? Dạ. Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay con nhà con chơi thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Ừ. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu rồi em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Ôi, mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ôi rồi ôi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Ngoài quê gọi bằng thím. Gọi bằng thím. À, dạ. Thím. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nhà thiếu con ngày đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương đáng yêu. Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình thăm gia đình một lần. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý câu này bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, mình thấy rất là ấn tượng, lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì ảnh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ chơi qua chơi lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu gì hết, thích ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm? Dạ. Ông không có tán con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Ông cua bố mẹ con không à? Cái lên nhà
ăn uống, dọn dẹp trong nhà, gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ, đem bữa cơm nha. Mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu, mà ông vẫn mời ông ăn thịt. Như mẹ lúc đó là con tình trạng như thế nào? Có người yêu chưa? Nếu mà học sinh, mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sang đại học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian quen anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước mặt vậy đó, ông phán luôn. Dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu và không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay chị em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc nó nọ kia, cho mọi nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm vậy? Đúng rồi, chưa được 2 năm. Đúng rồi, chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới, bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng nó về. Về không, cái rồi. Không đâu. Quấn qua quấn quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Dạ. Như là phải một tuần hay là một tháng sau rồi bác sĩ bảo. Dạ vâng đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc phải hơn một tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng con chơi. Lúc cái bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ con đi chơi với bạn anh à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi. Bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà tránh phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á, báo tin rằng là có bầu thì cái phản ứng của tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có muốn, để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo có là cũng được, có thôi em, có. Cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em cho em đỡ sa ngã rồi mà... học xong các kiểu lo cho em đồ. Cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc. Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong đi lấy chồng mà nó tới khứa nhiều. Với mẹ rồi đó, bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết. Con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần gà có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội một mình. Mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy là em bé bình thường không sao. Nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đấy em bé yếu lắm. Cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ phải tiêm thuốc giữ thai. Anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm.
hai đứa giấu, sợ ông bà lo. Con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành việc học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vậy á, nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay con trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ. Có những cái tật xấu gì của anh Tự? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo Tự nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là ông này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm. Biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước được làm cha. Con ngủ, bố đeo tai phone mà qua mặt tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone qua mặt tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới gì á, chạy nhưng bắn mà, sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, dạ. Bây giờ thì khác nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về, vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á, nhục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm coi phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưỡng da. Không kỳ cỏ. Tắm với dưỡng da. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây, rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi coi. Bóp mông cái, xong đi qua, cấu một cái, cắn một cái, xong cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Nhại lại, đó, thường con chửi. Con chửi như nào, con bảo chửi là như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á, dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè, cho bóp mông cái nè, rồi im đi. Tôi đi tay bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn đấy, không mà khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ rồi, bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tự thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ con thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một đó, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được vận động vấn đề. Mong là vợ thay đổi, mở lòng, chia sẻ, vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ ấy thì cần nói câu xin lỗi vợ hay như nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc qua và lại. Trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng Tự sẽ có chịu một khó, cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó. Với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt coi như dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và bà vợ nhé. Xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi. Nhưng mà cô coi con 18 cũng được. Hãy xem con như 18 tuổi thôi đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa. Sao vậy? Con tin con 28 rồi. Trời, tin điều đó hả? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó. Dạ. Tin luôn. Hiện con đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ. Về đào tạo và dịch vụ. Rồi, mời. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận. Con tên Nguyễn Đình Cường. Con năm nay 29 tuổi. Con là làm kinh doanh bán dụng cụ phun xăm với chú. Ông
Em biết tại sao họ quen nhau luôn rồi. Dụng cụ phun xăm. Em biết. Một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm. Đúng. Không. Không, để cho ta đoán, để cho ta đoán đi. Rồi hãy nói. Như vậy đúng rồi. Không đúng rồi, không đúng rồi. Không đúng rồi. Thôi, vậy mới thử nói đi. Thôi các con nói đi. Cái cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau? Tụi con quen nhau là chồng con tán con trên Facebook. Còn sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu kết hợp để làm trong công việc thôi. À. Chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau. À, trước đó là con làm nghề gì? Trước đó thì con cũng làm phun xăm, còn chồng con thì làm bên kỹ sư điện đó chú. Ừ. Xong rồi sau đó thì cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới. Thế là ông cũng nghĩ về, ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Ông có nhà con ở đâu? Dạ, nhà con dưới Đồng Nai. Là nuôi heo 2 năm, xong rồi công việc của con nó có chiều hướng đi lên á, thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó là nhiêu ta? 23, 24 tuổi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên Facebook á là con bao nhiêu tuổi? Nó con nhỏ lắm, như con mới 16, 17 tuổi. Lớp 12. Lớp hè nó mới 11. Ồ, là cách đây 12 năm á hả? Dạ đúng rồi. Là lúc học lớp 12 hả con? Dạ. 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi. Dạ 17. Là ông này 18. Dạ. Là lúc tụi con quen nhau qua Facebook. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Vậy 1 năm ạ. Trời vậy đó hả? 1 năm gặp nhau ở ngoài đời đó, người thiệt, làn da thiệt đó, thì lúc đó thì con thấy anh này với avatar thì như thế nào? Con thấy mập. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng có xác định là quen để cưới. Mới mà. Xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi. Vì tò mò muốn biết mặt thôi. Dạ đúng rồi. Con nghĩ là ông tò mò, ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con muốn biết mặt ông á. Rồi bây giờ Cường thì sao nè? Cường đó. Thì sao? Đợt đó là con cứ hay lướt Facebook á. Hồi còn trẻ mà trẻ trâu, hay cứ lướt Facebook thấy gái đẹp. Thấy gái đẹp là vô tiên tiên liền đúng không? Dạ. Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đúng đời. Đúng rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao? Rụng rời không? Con đâu, con gặp con đứng thì xa. Con gặp con đứng thì xa. Tại con với bạn con, bạn thân con nhiều. Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Đứng thì ra cái vợ con đang uống nước trong quán, kêu ra đứng cái ngõ cái đi mất tiêu. Là con với bạn con đi mất tiêu. Dạ đúng rồi, kiểu thấy ngoại hình được mới gọi, mới tiếp tục tìm hiểu. Gọi ra một cái, chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn. Vậy là không ưng đúng không? Ừ. Nhưng mà về nhà với nhắn tin ạ. Rồi mới về. Sao lên. Ông tới nói chuyện luôn? Lúc đó là chưa chuẩn bị. Mắc cỡ. Về mới lên kế hoạch chiến lược rồi, chiến sao thuật nè. Đó. Về nhà rồi sao? Nhắn tin tìm hiểu được. Nhắn tới tấp luôn đúng không? Nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi á chú. Còn con á, khi mà tự nhiên hẹn người ta ra, người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về, có quê không? Dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á. Kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra cho nhìn mặt cái thì thôi. Tại con cũng đang đi với bạn của con thì con kêu vậy thôi, đi vô với bạn nha. Cái ông đi. Nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú. Kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á. Con cứ hay nhặt mèo về nuôi á. Rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa, rồi chích thuốc, đồ này kia. Sao con mê mèo dữ vậy? Những cái con mèo, ví dụ người của mình có khả năng mình lao động, mình kiếm sống, mình lo cho mình, chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó. Rồi con thương, con cứ nuôi vậy đó. Con chỉ mang mèo cơ nhỡ về thôi. Lụm không? Mèo lụm không? Mèo. Hiểu rồi. Con không có mang mua mèo đẹp. Hiểu rồi. Lợi dụng hắn. Dạ. Tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu? Dạ 4 năm. 4 năm chỉ có bâng quơ chở mèo, ủa chở mèo đi khám bệnh thôi đúng không? Là giữ mối quan hệ là 4 năm. Dạ đúng rồi. Cái năm nào á là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó đó con. Sang năm thứ năm á. Sang năm thứ năm là đi về nuôi heo. Dạ. Mà lúc đó con nói chơi thôi, tại vì ông này có một thời gian là ông đi về Bắc, ông đang tán con nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian cắt đứt liên lạc luôn. Thì lòi ra là lúc đó là ông tán không phải một mình con, ông tán rất nhiều người khác, ông tán rất nhiều người khác. Đó, thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ, cái ông đi về quê, ông trốn chú. Dạ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mà, sợ mà. Cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn. Đến khi lòi ra là anh bé đó không có bầu. Cái mới đi vô lại. Thì lúc đó con quay trở lại. Con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á. Kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á. Nên là về sau ông tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì em mới quen. Ai cũng về thiệt. Dạ. Nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không? Trời ơi sao mà em chị hay quá vậy? Hào. Cô đang tính hỏi đó. Con có được trả lương không? Dạ có. Mà lương cao không? Hồi đó chắc cũng cao.
Cao mới làm đó. Vậy là một công đôi chuyện. Ủa? Vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà cô chủ luôn. Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không? Đúng không? À rồi. Vậy là thường xuyên gặp nhau. Dạ. Rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa? Thì đó, khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm. Kiểu con thấy heo nè. Dạ đúng rồi. Cho heo ăn nè, rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ đồ. Là làm hết tất cả các công việc luôn á. Và mẹ con cũng rất là ưng nữa. Lúc đó tụi con chính thức yêu nhau. Dạ đúng rồi. Và yêu mấy năm thì làm đám cưới? 2 năm. Trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm á, mẹ có biết cái điều đó không? Dạ biết chứ, tại vì trước khi mà anh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi. Lúc đó mẹ con nói con đăng lên Facebook tìm người làm thử, thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa. Bạn con tới làm, cái mẹ con mới hỏi là bạn gì. Cái con kêu là người yêu con. Là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi. Trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á, thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không? 4 năm đó thì chắc không đâu. Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng yêu nhất? 2 năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề. Là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi. Và nuôi mười mấy con mèo cho con nữa. Là chăm lo hết cho tụi nó luôn. Vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không? Dạ không. Ông bị xoang nữa. Cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú. Sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á. Trời ơi. Tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển. Lúc này con có tiệm chưa hay là sao? Dạ chưa, lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo. Ủa? Đi làm dạo mà biết là phát triển. Không. Đi xăm dạo á. Bé này đáng yêu quá. Không đáng yêu nó làm. Nó đi xăm dạo mà nó phán đoán được là cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má. Thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy, nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi. Đó thì bắt đầu ở em cái từ xăm dạo. Thì mình nghe cái từ nó vui thôi. Chứ dạ. Làm gì nó kiếm tiền mà, kiếm tiền đàng hoàng mà. Tại vì lúc đó là quê con ở dưới Đồng Nai. Thì con lên đây là con chưa có cơ sở. Nên là con đi làm tận nhà của người ta á. Có khi nào mà vừa chở vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo, cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Dễ thương á. Vậy là mình không nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia. Có nghĩa là nghe nó sang hơn. Dạ. Nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước. Đúng luôn, con đi tới đây luôn. Con đi tới Long Xuyên, An Giang luôn á. Hai vợ chồng đi xe máy. Dạ. Con đi xuống tới đó. Ý còn cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con? Tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố định đâu. Cứ ở đâu có khách là tụi con đi thôi. Ủa có khi nào mà xăm ra tới miền Trung với miền Bắc không? Dạ có. Có ra ra Hà Nội luôn. Tới bây giờ các con vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không? Dạ không, tại vì bây giờ con có bé rồi á. Với lại có tiệm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ai thích thì đến tiệm thôi. Không, con vẫn thích đi làm dạo nha. Làm dạo vui mà đúng không? Dạ đúng rồi, rất là vui luôn á. Có khi nào mà con đi xăm mà ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền? Dạ có chứ, thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú. Thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500 ngàn một cái môi thôi. Là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó trừ hết luôn á. Dạ đúng rồi. Do đam mê. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tay nghề, nâng cao tay nghề đúng không? Dạ hồi đó con chỉ muốn được làm thôi. Khi con ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo. Dạ đúng luôn, cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ, chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm. Dù giá mua của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền. Vậy hả? Dạ tại vì không có họ thì không có con bây giờ. À, có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ luôn. Dạ, không hẳn gọi là bảo hành nữa. Một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và cái chị đó cũng thích con nữa. Có khi nào mà xăm nhiều xô, xăm chạy xô mà mất thời gian mà mất ngủ luôn không? Dạ có, lúc nào cũng mà, phải. Ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được rồi xăm rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc. Có bao giờ bị xăm hư không? Dạ có chứ, hồi lúc mới ra nghề hư không chú. Bị xăm màu của ai đó. Trời, hư nên là sao? Chỉ cần cái người đó nói là môi gì bị xăm màu là tới làm lại, không lấy đó, tiền nên đâu. Nên là con mới biết ơn những người đó, tại vì thời gian đó con làm không có đẹp. Có những người con phải làm, con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ. Nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm. Xăm đau không? Dạ đau chứ, hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt á, là người ta rất là đau luôn á. Mà phải sửa 3-4 lần luôn. Con thử được con biết hả? Bắt sửa. Chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ. Sao? Dạ. Cái chân xăm mày môi ổng... luôn, hay là xăm chân mày? Xăm môi ạ. Cái chân mày ổng lợt quá, bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng đi. Sợ. Như vậy là tụi con bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về nuôi heo. Nuôi heo.
Rồi đi chợ đi xăm dạo. Dạ. Sau đó là mấy năm thì làm đám cưới? Đi xăm dạo chắc khoảng 1 năm, nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu. Con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi, con không muốn cưới, tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè, của người thân thì nó không có được hạnh phúc, vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á. Vậy thì cái lần đầu tiên mà tỏ tình á, là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cậu hôn ở nhà? Trên đường á chúng. Trên đường luôn. Trên đường chở bạn gái đi xăm dạo. Dạ. Nó mưa tầm tã luôn. Cậu hôn luôn. Dạ con nói đại thôi, mình cưới. Nói sao? Mặt là đang đi trên đường hay sao? Mình cưới nhau thôi. Ông chị kêu chứ cưới không có lãng mạn không cơ. Dạ không, không có gì hết. Ông này không lãng mạn gì đâu. Anh không biết lãng mạn. Rồi đồng ý luôn hả? Dạ đúng rồi, đồng ý vội chứ. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy? Dạ. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai luôn ạ. Ông ở dưới Đồng Nai ở với tụi con luôn hả? Dạ không, ba ở với anh lớn. Con nhìn thấy hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn Cường sẽ giống ba. Dạ, từ ba nè, anh là chị là họ hàng xung quanh. Nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con. Tìm bố cho con của con nữa, cho lũ mèo nữa. Nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh. Và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba 60 mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ. Con mua hoa về tự cắm nha cô, chứ không phải là mua bình sẵn đâu. Mẹ không phải một bình nha, rất nhiều bình. Tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta? 4 năm. 4 năm, mấy bé? Con có một bé trai. Trời ơi, như vậy là 10 mấy năm. 4 năm là chở mèo đi chích. Đúng không? Nuôi heo. 2 năm là nuôi heo. Là 6 năm. Bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi. Dạ, là khoảng 10 năm. 10 năm, 10 năm đó em. Trời ơi, kinh hoàng. Khi mà các con cưới, làm đám cưới xong á, cuộc sống nó có thay đổi không? Nó thay đổi theo hướng hạnh phúc hơn, vui hơn. Và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Cưới xong là ra tiệm chưa? Hay là học nâng cao tay nghề? Hình như là con lấy tiền cưới con đi vay, con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó. Xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên Sài Gòn nó ổn định rồi và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi thì con mới mở chi nhánh ở trên đây. Là con chuyển lên đây hẳn. Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định rồi đúng không con? Thì bạn này là bán đồ để phun xăm rồi. Là mở ra một cái công việc, một cái ngành nữa là bán phun xăm là tụi con. Tụi con cái đầu tụi con hơi ghê đó nha, rất là đầu tư đó. Bây giờ qua cái phần kia đi, những cái tật xấu của nhau nè, ai khui trước đây? Chắc để con nói trước. Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á, không có một cái tật xấu gì hết. Thật không? Dạ thầy. Có gọn gàng không? Gọn gàng cực kỳ luôn. Chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn. Có thích game luôn. Không? Dạ không luôn. Không thích game luôn. Không thương có bia rượu luôn. Cực kỳ luôn đúng không? Dạ. Chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải rửa ráy tắm rửa cho con luôn. Rồi vậy là có nhiều tật xấu dồn vô vợ hết rồi. Rồi có hà, bây giờ nè, có hà tiện không? Có hà tiện không? Chồng con là con muốn gì cũng được, chỉ cần con vui thôi là được. Nhưng mà ảnh có hà tiện đối với ảnh không? Dạ có. Đó. Tại vì có những người ngộ lắm, không có tiếc gì vợ con hết, nhưng mà với mình á thì là mua cái diện phải suy nghĩ đắn đo. Dạ, đó là chồng con. Ông không có hà tiện với con, với người xung quanh, với gia đình. Chỉ có mỗi mình bản thân là hà tiện thôi. Hà tiện với bản thân thôi. Không, nhưng mà cái đó tốt cho con mà. Con rất là may mắn đó nghe. Số 1. Con được nhiều người biết đấy là nhờ ổng ấy. Là từ cái lúc mà con mang bầu rồi con đi săn là ổng khóc sướt mướt luôn. Ủa sao vậy? Bị xúc động. Biết tin con có bầu với là khóc từ bệnh viện về nhà luôn. Chưa săn vô thuốc kích đẻ thôi là ổng đã khóc rồi. Kiểu y tá cũng bối rối không biết sao nó khóc. Con được chứng kiến vợ con sinh á. Trời, con sợ lắm. Thương lắm luôn. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó thì trong cái thời gian vợ mang bầu á là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là ngán á. Dạ đúng rồi, chồng con nghén 9 tháng 10 ngày. Còn ói liên tục. Ngày nào cũng ói hết. Ói rất nhiều luôn. Là có đó chị mụ. Nó ói 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con ngén dùm vợ con, hay là con sợ là con bị một cái bệnh nan y gì đó? Con cũng đi khám, người tật là bác sĩ khám bầu cho vợ con á, bác sĩ kêu chắc nghén thay vợ rồi. Là ăn vô là ói hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày chị hỏi. Cái đó mà nếu mà mình không biết là mình ngán giùm là mình sẽ sợ mình bị cái bệnh năng y gì đó. Đúng. Con một ngày con ói mấy bận? Ói gì 4-5 lần à. Thì cứ ăn vào. Ăn vào là ói đúng không? Con kể cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi. Lúc đó con thấy làm sao? Trời, con nước mắt chảy quá trời, kêu cảm ơn em.
Ừ. Thương không? Con cứ vậy đó hả? Rồi con, lúc con bồng cái đứa con của con lần đầu tiên thì sao? Con rung. Con có khóc không? Đó. Con chắc chắn rồi. Chắc chắn luôn. Chắc chắn rồi. Bây giờ phải hỏi tới chồng. Chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi. Vợ con thì kiểu là lo làm quá. Ngày nào cũng tới 4-5 giờ sáng mới ngủ. Dữ vậy? Dạ. Có nghĩa là theo con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không? Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4-5 giờ sáng, con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó trái 4 giờ, cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, học viên thì ở tối nước ngoài là con phải chấm giờ. Bài nữa. Ừ. Rồi sao nữa cô? Dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga. À, sắm online phải không? Bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà vợ. Mua sắm online đó phải không? Ừ. Mà có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch. Dạ có nhiều. Wow. Như kiểu mấy bé nhân viên còn dưới kìa, nó nhận hàng là nó hết hồn, là ngày nào cũng 5-6 đơn rồi có khi 7-8 đơn à. Ghiền rồi. Bảo ghiền, ghiền rồi. À. Mua vậy thôi. Không phải đâu, con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được. Chứ mình làm mà mình để dành cho ai? Không. Nhiều khi con biết không, nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa. Có không? Con dạ có. Chắn luôn là mua lộn thôi. Nhưng mà đó là cũng là cái tật xấu đó. Nhưng mà không? con xài tiền chồng con chứ tiền con thì con để dành đó. Thấy chưa, thấy ghê không? Vậy là tật xấu rồi đó. Rồi sao còn cái gì nữa không? Hơi nóng tính rồi. Dạ vậy hết rồi. Hết rồi. Dạ. Thế con mong muốn vợ con thay đổi gì? Chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn. Lo sức khỏe cho bản thân mình thường nhiều thường đó. Nhiều thường khi chồng. Tham công tiếc việc quá đó con, mệt lắm đó. Tại năm nay con còn nhỏ mà. Ông chồng hoàn hảo này nè, là ông không có tật xấu. Nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng á, thì con cần nói với chồng cái điều gì? Con cũng chỉ mong chồng con để ý sức khỏe thôi. Tại vì ông nói con vậy chứ ông cũng ngồi làm hàng đến 2-3 giờ. Ồ, thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi. Không còn gì để nói nữa. Chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế. Ừ, rồi. Tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa? Và dạ. Chúc mừng hai bạn đã... Yeah. Wow. Mời em. Mời hai bạn. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Dạ, bữa em. Nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, anh cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Ha. Rồi, xin dạ, chào mừng hai em đến dạ. với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi ạ. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn dạ. đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp dạ. cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em dạ. đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Thôi đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em. Dạ. Nha, vâng. nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? À, dạ. Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là
tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi. Tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen quen. Thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Chắc đang chờ gì đây. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Thì vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc mà em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau, thì em mới để là thôi 10 cây đi. 10 cây đi thì còn có thể gặp được chứ sao quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ, xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối, thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa xa á có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói tỏa sáng luôn. Dạ, tỏa sáng đúng trời, rồi đây nè đó. Dạ, có xong rồi một người á thì là cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đấy là sáng trưng đó, sáng trưng sáng bừng luôn. Dạ, đúng không? Dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái là thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi. Em bảo ủa nghi là nghi cái gì, kêu là sao chồng trai hả? Thấy chân dài quá mình kêu không biết là con trai hay con gái, đúng không? Nghi. Hay chưa, anh đoán ghê. Dạ, đúng kêu rồi. Là kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á là kiểu người chuyển giới, kêu là đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao quá rồi sợ rồi kêu có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Dạ. Trước kia gặp lại vẫn còn nghi ngờ. Dạ, đúng dạ, rồi, nhưng mà vẫn muốn gặp. Mà có khi nào là em cố tình em gặp để em xác định rõ cái tính thiệt của cô thì cũng cả hai đấy anh. Chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao? Em là người Việt Nam. Em là thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta, em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa kiểu dạng vậy. Tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á
lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi, xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người người cha cha Bắc không, cha Hà Nội không, cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy, cái anh cái em kêu thì em thấy giống giống vậy đó, cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi, cái xong qua ngày hôm sau cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu, thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó, thì là ngày đầu tiên là anh lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn, về chuyện nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn, nói dạ. Với chị với anh Thuận nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Ôi, sợ hả? Quỷ sứ. Ủa, cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á? Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi à, hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì, cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm, thì ngay gần sân bay chỗ em á, thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh đó, xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói tiếng Bắc luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi á anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ Bắc Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu liền không nhờ? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi là tụi dạ. Lâu vậy. Có những cặp đó. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Là ảnh chị Dân bật lửa. Dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần không, á không, thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi nhưng mà nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà nếu ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. À, dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á, em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không. Kiểu gia phong lễ giáo đó. À dạ dạ đúng rồi đúng cho rồi, nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải dạ, kẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ chồng quá trời, nên là em kiểu em bị em bị sợ sợ, em bị ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang, thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang, xong rồi kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kính đáo, kính đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu cái thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kính nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn, đứng hình luôn. Hình luôn à. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết, thì dạ. Nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ, dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á đó, thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ dạ. có
Đòi dạ, không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nên là nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy. Nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, cũng không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó, sau lần đó thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ, có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốc hoảng xíu. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Nhưng mà bà có thiện cảm. Dạ. Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. À. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn, anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè: Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Ôi, kính dạ. Rồi đó mà vẫn còn dạ. Lời. Là kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói đây là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ. Bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu là em biết anh là diễn viên. Dạ. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Dạ. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có cái em Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình dạ. không mà có. Mà khi mà dạ. em có vợ rồi thì các dạ. đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì lại ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vâng. Vậy tụi em cưới nhau là được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng không? 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này. Đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau ấy, thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó, thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm anh nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chưa bao giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng rồi. Nó là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa dạ. kịp làm đám cưới trước dạ. Covid đúng không? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là dạ. thì là tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Dạ. Các câu đó, tật xấu đúng không? Sơn Linh quên xin lỗi, Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy? Anh lộn. Không biết thầm cái ông Phi á. Không phải Sơn á, Sơn rất là hiền. Vì nào? Giới tính nó không được chắc chắn nha em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em?
Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm, đúng không? Hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ, em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á, thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Câu không, hỏi. Cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó, có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang nói tật xấu thì đó. Đi cứ khen tật tốt, không có kể tật xấu. Tật mà tốt á, cái đó là tật tốt nha. Dạ. Rồi bây giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa em vừa khó ý, em chưa vừa là... ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý, em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Anh con dạ... trai Bắc là thường hay gia trưởng? Dạ không, gia trưởng nếu, không? Mà, nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính, mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, nó không phải có chữ tại sao. Nó phải tại có tại sao. Sao lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì thật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái thật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về ông cái điểm. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi, mê đá banh hơn mê vợ nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao, rồi kiểu vận động rồi các khi. Nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Rất là đam mê luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo. Mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là ảnh là về cái đó là đam mê của ảnh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Tập lắm đúng không? Dạ đúng. Bây rồi giờ nói thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á, hai là mệt liền á. Dạ. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ vậy mệt. Đam mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu nha. Cam ram là một này, áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, yeah, xong rồi nếu còn mà nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, giận. Xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được, nhưng mà mình vấn đề là mình không thích. Nói xấu người khác ngay mặt. Trời sợ không? Không có nói xấu lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Nó lòn ra đó. Đó. Rồi bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận em... đi, sao ví dụ giận như... dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời ơi, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á, thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á, cái em lên mạng em nhìn em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà có hoa đăng lên, mình không có gì cũng tức chứ. Xong nói chứ chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy. Ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Dạ. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi, nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ. Mà mỗi lần vợ giận á thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? Mỗi lần mà giận thì giống như là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm quề không?
em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy, kiểu không có ấy gì hết, à, đi mất tiêu luôn. Trời ơi, em tức dễ sợ quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. Đi đi là đi luôn. Đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ. Lúc khác á em mới kêu chứ, người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết. Kêu ví dụ người ta kêu là đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì thôi không chứ. Đó, Ngọc Lễ dạ. Đã rồi. Đúng rồi. Ngọc Lễ đã nói rồi, con dạ. Nghe nó có là không. Dạ, xong kêu chứ. Chứ anh bảo đi cái đi mất tiêu luôn. Đi mất sao tiêu mà, luôn. Sao mà dạ. Sao nó thế không nhìn vào mắt vợ. Để lần sau em cứ làm ngược lại. Ủa, cho chắc mà anh. Nó nghe nè. Rồi bây giờ ổng không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn. Em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ, có nhiều khi mà giận dạ. Nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy dạ. Đẹp trai quá thôi không? Dạ, dạ có chị. Rồi có nhiều khi á hả, kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ống thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề với mình. Tức ghê, xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ, ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi, quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng dung nhan ra. Cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi. Kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu xấu là bực, là giận là hoài luôn. Cái cặp trước okay. Nghe bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi, bây giờ vợ ông sao đó kìa, đó bây giờ tấn công kìa. Đó xa tay nè, tay ra cám này đó nha. Cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Là kể về tật xấu của vợ đúng không? Không rồi. Nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý nhiều em còn... nhiều không hay là không có? Không có thì qua luôn. Dạ cũng đủ xài ạ. À, đủ xài hả? Đợi nãy giờ rồi mới được nói đó. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại... khá là bừa bộn và khá là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để đúng ở đâu rồi. Đó thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi đúng không, làm cảnh sát rồi. Trưởng đấy ạ. Đó bừa bộn rồi. Tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy. Thì từ không có chịu, đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục. Cũng không hẳn là quá lười nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ đúng không? Vâng, đúng. Chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có. Rồi. Áp vào gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị. Nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời ơi, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu
nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á, xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ mới nói mới kêu là Sơn á nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán buồn nó chạy đó, dạ đúng rồi đó. Cái xong em về em nói em kêu đó mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe, nhưng mà bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cổ nói? Thì bởi vậy mới nói đó. Rồi giờ nói em rồi, hiểu rồi bây giờ cải thiện chưa? Cải thiện rồi đúng không? Rồi. Cũng thực ra đấy thì đấy em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản, thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm lâu. Đúng không? Còn em bắt đầu thay đổi cái không có, nhưng mà thay đổi rồi. Vâng. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần, có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh, tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không, luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, người ta đây, bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đến cuối đời vợ lại không còn còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà, rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng, đúng rồi không? Nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á, cái đi ai khó khăn mang giúp hết, cái đến khi lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại thì lại không ấy, là mình em thì em kiểu em cũng nói em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm ấy, là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai, đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh cứ thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em cũng nói, em nói xong rồi thì kiểu cũng nghe, nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Dạ. Tức là muốn em sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó đúng dạ, không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài đúng đó Sơn ơi. Dạ mình thấy nó rất là hợp lý. Dạ không? Tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Dạ. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Yeah. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chồng sẽ nghe lời. Cảm ơn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ mình bốc thăm nha. Chơi trò game. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một món quà bé bé xinh xinh nhưng rất là giá trị đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và món quà thứ hai đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và món quà thứ ba đó chính là bộ sản phẩm dưỡng đặc trị da thương hiệu NOL, sản phẩm đến từ Hàn Quốc với 95% chiết xuất từ thiên nhiên, giúp làn da bạn tươi trẻ, mang về vẻ đẹp tự nhiên. Và món quà thứ tư đó chính là trọn bộ son môi Zurica
Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Còn bây giờ thì chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Hai cặp các bạn đau lưng lại nha. Đau lưng lại. Và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Vợ của bạn mang giày size bao nhiêu? Trời ơi, nhớ không ta? Giờ ra 39. Và đây 38. Không hàng. Rồi, trớt quớt. Mời hai vợ chồng của MC Quách Tấn An ưu tiên lựa chọn bốn màu sắc này. Chọn đi. Màu xanh. Dạ. Rồi hai vợ chồng tự màu nào? Màu đỏ. Rồi tôi màu hồng. Rồi mời chị Vân. 1, 2, 3 mở. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị khui thùng. Rồi xin chúc mừng cặp vợ chồng tự đã nhận được một miếng cước chui nôi. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Quách Tấn An đã nhận được một phần quà. Đó chính là bộ sản phẩm NOL. À, xin cảm ơn hai cặp vợ chồng đã dành thời gian đến chia sẻ những câu chuyện hạnh phúc đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.